Bồ. Dạ con xin đảnh lễ Tam Bảo và đảnh lễ sư. Xin sư cho con hỏi. Con không có ý định xuất gia, chỉ muốn làm một tại gia cư sĩ để hộ độ Tam Bảo. Vì nhiều lý do từ gia đình và bản thân nên con mới không xuất gia được. Ở đời con phải liên tục tiếp xúc với khách hàng và cấp trên khiến con cạn kiệt năng lượng, bị stress liên tục. Nhiều lúc bật khóc trong phòng hỏi tại sao đời mình khổ quá vậy. Tâm lý con dường như không vững trước những hoàn cảnh cuộc đời. Xin sư cho con lời khuyên để cải thiện được không? Xin chân sư rất nhiều. Vậy là nói gì ta? Anh nói thôi ráng chịu đi. Chứ giờ sao vậy? Mình đã biết là ở đời là khổ, mình còn chui về đời mình chịu khổ thì người ta nói thôi ráng chịu đi. Mình chứ giờ cũng không còn cách nào hết trơn. Nên xin nói giờ thí dụ như bà má đó thấy đứa con nhỏ con gái nó lấy cái thằng ớt ơ á, công ăn chuyện làm không có, suốt ngày cứ chơi bời mà con gái nó thương quá, nó một hai đòi lấy, nó không lấy nó nhịn ăn, không lấy nó bỏ nhà nó đi theo trai, không lấy nó mang bầu rồi về cũng cho ba má nó phải cưới. Thì bây giờ nói hoài nó không nghe thì thôi cũng cho nó cưới thôi. Mà nó cưới xong rồi nó về nó khổ, nó than khổ thì ba má làm sao? Thôi con ráng chịu đi. Nhá. Con quyết định con theo nó rồi thì bây giờ con khổ con ráng chịu đi chứ con nói sao vậy? Thì cũng tương tự như vậy đó. Quý vị đã xác định, đã biết rõ sống ở thế gian này á, nó là khổ, nó gặp nhiều cái sự bất trắc, không có vui, mà quý vị vẫn khăng khăng một mực là cứ ở tại gia chứ không có chịu xuất gia thì thôi ráng chịu đi chứ biết sao vậy. Còn chừng nào mà khổ quá chịu không nổi thì vô chùa. Nhưng mà nhớ nha, có những người á, vô mà còn cứu được, có những người vô cứu không được. Tại sao? Có những người á, vô thì chỉ đơn giản vì con khổ quá rồi, con chịu hết nổi rồi, con vô chùa. Thì chùa cũng có lòng từ bi mở tiếp nhận quý vị vào. Nhưng mà có những người á, về đời rồi á, cái lúc mà ở chùa á, sư gặp một số trường hợp lúc ở chùa, mấy sư kêu thôi ở chùa đi đừng có về đời. Một hai thôi con về. Về xong rồi sao nói sư ơi giờ con nợ mấy trăm triệu. Thôi sư thương sư chịu thua chứ giờ làm sao vậy? Nợ tới mấy trăm triệu giờ kêu sư giúp làm sao? Cho nên á là cẩn thận nha. Mình làm sao đó mình còn chừa mình cứ đừng lùi, chứ còn để tới hồi mà nó tày quầy nó nát bét ra rồi thì chùa giúp cũng giúp không nổi. Cho nên á là hãy cẩn thận nha. Đó. Rồi.